bao giờ rửa xong mặt ấy thì da mặt chúng ta cũng bị khô, nhất là ngồi trước con đĩ quạt này này. Hôm nay thì giới thiệu cho mọi thôi xong rồi, con nhét vào đây làm sao mày lấy được nữa. Con biết con hư không? Rửa mặt xong các bạn thường xuyên ý là da mặt rất là khô. Cảm ơn mẹ Trang. Cảm ơn mẹ Trang chưa? Cảm ơn mẹ Trang. Kéo vào cái tay với quạt nha con gái nha. Từ nay con không được nhét vào đây nha. Rửa mặt xong các bạn bắt buộc phải sử dụng toner hoặc một lớp gọi là tinh chất serum. Hết rồi con gái. Đó, hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái loại là loại toner. Cái loại toner này gọi là toner Huxley, được chiết xuất từ nước ép thân cây xương rồng, không kích ứng bất kỳ loại da nào. Nó là 120ml, giá của nó là 620.000. Đây là chai này đây. Rửa mặt xong các bạn có thể sử dụng miếng bông này này, một miếng thôi. Đó, các bạn sử dụng bông hoặc cho thẳng vào tay cũng được, nhưng mà sử dụng bông thì đây, một tí thôi nha. Các bạn xoa đều lên trên mặt. Đó, các bạn nên tiết kiệm là miếng bông và sử dụng toner. Xoa tối nay thì ngày mai sẽ là cái miếng bông đấy, sẽ chính là cái miếng để chúng ta tẩy trang. Đó, tiết kiệm nha các bạn, thật sự tiết kiệm. Đó, miếng bông tẩy trang này ở trong gói bông tẩy trang có giá là 75.000 một gói. Miếng bông tròn nha, miếng bông tròn nha các bạn. Đó, toner này sẽ làm say khít lỗ chân lông, cân bằng độ pH cho da. Đó, đặc điểm của cái dòng toner Huxley này, thẩm thấu nhanh nha các bạn. Thẩm thấu rất nhanh. Thẩm thấu rất nhanh. Nếu các bạn sử dụng nó cho vào hai cái miếng tròn như thế này úp lên mắt, các bạn sẽ còn làm relax cho mắt. Đó, như này đó. Nếu các bạn sử dụng toner này lâu, một thời gian lâu bạn sẽ thấy mờ thâm nha. Hôm nay các bạn sẽ để ý da mặt của mình. Đó, vẫn còn mấy con chó thâm này, mấy con chó thâm trên mặt này, ghét quá. Và ngày hôm nay ấy, sử dụng toner Huxley. Nếu các bạn sử dụng bộ dưỡng da, nếu các bạn sử dụng bộ dưỡng da Huxley dành cho da mụn cũng được, hoặc các bạn sử dụng cho bất kỳ loại kem dưỡng da nào cũng được với toner này. Toner Huxley cực kỳ lành tính. Các bạn mua hàng vui lòng inbox fanpage Trang Khàn có dấu tích xanh, hoặc ghé quán bún đậu của mình, địa chỉ 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giá của nó là 620.000 một hộp. Trời ơi, tôi mà không tiết kiệm thì ai tiết kiệm? Đó. Sau đó, hôm nay là mình trắng mình ngon rồi, mình toner xong rồi, mình sẽ sử dụng tinh chất trắng da bergamot. Mình hết mụn rồi, mình còn vết thâm thôi. Khi nào mình bị mụn mình mới sử dụng bộ Huxley. Còn khi nào mình hết mụn mình sẽ sử dụng tinh chất trắng da bergamot. Đó, giá một chai tinh chất trắng da bergamot là 590.000. Sau khi toner Huxley thì thẩm thấu rất nhanh nha các bạn. Toner Huxley thẩm thấu cực kỳ nhanh, nên các bạn phải cực kỳ nhanh chóng bôi serum. Người hay người ta còn gọi là tinh chất trắng da. Cái này là tinh chất trắng da kích trắng nha. Đó, các bạn bôi cũng theo chiều kim đồng hồ. Rồi, hôm nay mình sẽ sử dụng kem dưỡng trắng da Sidentox. Giá của nó là 800.000. Bởi vì là bây giờ mình hết mụn rồi, mình chỉ còn thâm thôi. Kem dưỡng trắng da Sidentox 800.000. Các bạn mua hàng vui lòng liên hệ fanpage Trang Khàn có dấu tích xanh. Bởi vì da của mình mấy hôm nay cực kỳ là bị, mặc dù da dầu mà mấy hôm nay nó bị khô, vì là mình uống ít nước và mình ít ngủ. Kem dưỡng Sidentox 800.000 một tuýp. Đó, các bạn bôi thật mỏng nha, bôi thật mỏng. Đó, dùng ngón tay áp út này. Mấy con đi thâm này hãy cút ngay sau vòng 20 ngày cho tao. Với tinh chất trắng da bergamot này, kem dưỡng trắng da Sidentox này. Đó, các bạn hãy bôi vào mát xa. Đó, ngon lành cành đào. Mua hàng liên hệ fanpage Trang Khàn của dấu tích xanh, hoặc điện thoại vào số điện thoại 0936368581. Bấm Zalo số đấy cũng được, 0936368581.